Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lộ bằng chứng cho Thái Dương Dương và Triệu Lộ Tư yêu thật lại là một cặp phim giả tình thật. Có thông tin xác nhận Triệu Lộ Tư và Dương Dương đang hẹn hò. Năm 2022 là một năm khá thành công với Triệu Lộ Tư, khi cô nàng liên tục có phim lên sóng và đang danh tiếng ngày càng thăng hạng. Mới đây, nàng Tiểu Hoa tạo được tiếng vang lớn nhờ bộ phim Tinh Tháng Sáng Lạn đóng cùng Ngô Lỗi. Jimmy Trai của cặp đôi này đỉnh đến mức ai cũng nghĩ cả hai phim giả tình thật. Tuy nhiên mới đây, có một thợ săn tin đã lên tiếng xác nhận couple Tinh Tháng Sáng Lạn là giả. Theo đó, thợ săn tin này đã tiến hành livestream trên Weibo. Người này cho biết Ngô Lỗi Khả Đào couple Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi là BE. Kết thúc buồn, nguyên nhân được đưa ra là bởi phía nhà gái đã có bạn trai, người này lại còn đang là đỉnh lưu. Người này lại còn đang là đỉnh lưu lượng của xe buýt. Thợ săn tin này còn tiết lộ thêm rằng bạn trai hiện tại của Triệu Lộ Tư là một người có nhan sắc rất cao. Cả hai đã từng hợp tác trong một dự án phim và cũng đã từng nổ ra nghi án phim giả tình thật vào thời điểm đó. Tính đến hiện tại, Triệu Lộ Tư và bạn trai đỉnh lưu lượng vẫn còn đang rất mặn nồng. Ngay lập tức, cư dân mạng cho rằng bạn trai đỉnh lưu được nhắc đến của Triệu Lộ Tư chính là Dương Dương. Những dữ kiện sở thăng tin kia đưa ra hoàn toàn trùng khớp với mô tả về chàng trai Mỹ này. Hiện tại, đỉnh lưu lượng nam có 4 người, có thể loại bỏ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì một người chưa từng đóng chung, một người thì không có tình ái. Lộc Hàm cũng bị loại khỏi bỏ diện tình nghi vì đã có bạn gái là Quan Hiểu Đồng. Như vậy, người duy nhất còn lại chính là Dương Dương. Trước đây, Dương Dương và Triệu Lộ Tư đã từng hợp tác trong Thả Thí Thiên Hạ. Ngay từ thời điểm chưa phim chưa lên sóng, cặp đôi này đã vướng vào tin phim giả tình thật. Vì quá thân mật tại hậu trường, cả hai dành cho nhau vô số cử chỉ ngọt ngào, khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ. Thế nhưng tin tức hẹn hò của Dương Dương và Triệu Lộ Tư được đưa ra chưa bao lâu, thì cả Giang Tiểu Yến, Trương Tiểu Hàn và Trác Vĩ đều lên tiếng phủ nhận. Phải biết rằng đây chính là ba tay săn tin có tiếng khiến nhiều ngôi sao khiếp sợ trong xe buýt. Điều này đã khiến các fan của Dương Dương yên tâm hơn rất nhiều. Dù vậy, với quá nhiều bằng chứng, dân mạng vẫn chưa hoàn toàn tin chuyện Dương Dương và Triệu Lộ Tư không hẹn hò. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.